anh sang bên nước ngoài, tại vì ở đây cũng không làm gì. Thì anh thì phải ráng ở đây, không phải anh ở đây để anh chơi. Ở đây anh cài một lúc 4 phim là để anh nghĩ tới những ngày về sau, anh em hiểu không? Là tại vì anh qua đó là ít nhất là anh cũng phải ở đó 3 tới 4 tháng để chờ vợ anh sanh. Ê, vậy giống như đi nghỉ dưỡng quá. Du lịch xứ với bà. Trời, đi du lịch một lần 3-4 tháng như thế này, úi xùi. Đi phim một lần 3-4 phim. Bà nào không thích nhờ. Mà than. Sướng lắm em. Cái tiền chi ra bên đội nó sướng. Tiền chi ra bên đội nó sướng. Nó sướng vô cùng mình em cho vợ mình mà. Sanh đẻ ở bên đó mà em biết mà, lần đi gặp bác sĩ khoảng 300 đô thôi. Những cái tháng cuối là mỗi tuần phải đi khám một lần. Nói chung là nghe 300 đô mà gặp bác sĩ là thấy cũng bắt đầu thấy cũng cảm thông cho anh Tài. Cũng muốn đứng về phía anh Tài. Đó, từ cái lúc mà vợ anh đau đẻ cho tới cái lúc mà bác sĩ lấy con anh ra là 24 tiếng. Ủa, cái vậy là sanh thường hay là sanh mổ? Lý ra là anh rất là hy vọng vợ anh sanh thường. Sanh thường thì chi phí nó thấp hơn. Lời đầu tiên cho phép anh Tài xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả và các bạn của chương trình Những bố nói gì? Lời chào thân mến nhất. Ơi. Rồi, bây giờ là mình vô thẳng chủ đề luôn. Cảm giác của anh khi mà là biết tin được vợ mình có bầu. Lúc đó là anh đang tắm chó. Xong rồi vợ anh đi vô đưa cho anh một cái mà mọi người nhìn thấy á, cái que hay dạch. Cái cảm xúc đầu tiên của anh là của ai vậy? Của ai? Anh tưởng giỡn, anh tưởng giống như mấy cái kiểu mà cái clip Hàn Quốc á, là hay kiểu như là anh ơi em có rồi giờ sao cái loại giỡn giỡn. Thôi bớt giỡn đi, bà lấy cái này của ai xong mà nhúng cái loại rồi bà nói tôi thôi dẹp đi, đừng có giỡn. Cái nói thiệt. Đến khi mà vợ thuyết phục được anh cái đó là thiệt rồi á, là anh không biết anh tên gì luôn á. Anh biết anh ở đâu và anh là ai luôn á. Ở đâu và anh là ai? Hay là trước khi biết tin á, là hai vợ chồng là đã có tính là sẽ có chưa? Thật ra hai vợ chồng anh là hoàn toàn không tính gì hết. Lúc mà đám cưới xong á, là hai vợ chồng còn đi Đài Loan, đi tung tăng, vợ anh còn leo núi nhảy cái tưng các loại. Nhưng mà có một cái rất là mắc cười là trước đám cưới, người ta đồn là tụi anh đám cưới chạy bầu. Thật ra là do vợ anh ăn nhiều quá cho nên thắt tướng là thôi, chứ không muốn dính dáng gì tới chuyện có bầu hết. Xong đó đòi, mà vợ anh này rất là ăn thua đủ. Idol em đi nói cho bằng được, người nào đồn em gọi thôi. Xong cuối cùng đám cưới xong, Dính thiệt. Mà chỉ là sau đám cưới khoảng chừng một tuần lễ thôi là dính rồi. Lúc đó hai vợ chồng đi Đài Loan xong về thì vợ anh mới phát hiện ra là vợ anh có bầu. Ai ngờ tự nhiên lúc đó đạn nó ngon quá. Không ngờ bách phát bách trúng vậy. Đạn nó ngon quá, đúng, anh dính luôn. Rồi có một cái là lúc mà vợ anh nói là anh có bầu rồi, lúc đó là anh nằm anh chiêm nghiệm, đúng không? Anh cầm cái que đó anh chiêm nghiệm lâu lắm, gần cả tiếng đồng hồ. Xong vợ anh mới hỏi là ủa anh ơi, anh làm gì anh nhìn kỹ quá vậy? Em nhúng kỹ chưa? Là hai vợ chồng vẫn sinh hoạt bình thường hay là có sự thay đổi gì? Thay đổi nhiều chứ em. Bắt đầu là ủa sao tự nhiên cái nó trầm xuống người ta? Đây là một cái nốt buồn em. Không phải cái kiểu như là nhắc tới vợ thay đổi không, cứ giống như là thay đổi chứ buồn kiểu như là thấu hiểu quá, đúng nghĩa luôn. Đang tắm chó phải không? Đang lên voi mà xuống chó thì vô bi kịch với em. Khi mà em phát hiện ra là có bầu rồi thì em vui, đúng không? Khi em có con em vui, nhưng mà em nghĩ tới những ngày tháng sau đó đó là nó vô một cái câu chuyện buồn liền. À, chắc là cũng bị hành hạ dữ lắm. Từ nay về sau tiếng nói của mình sẽ không còn được như xưa nữa. À, không còn lớn tiếng được nữa, đúng không? Rồi bố con ra là mình sẽ bị uy hiếp đủ bề hết. Và chăm sóc vợ bầu làm sao, nó có khó khăn gì không? Vợ anh thì khó như quỷ là ốm nghén đó, đúng nghĩa là vậy luôn á. Anh kể một cái câu chuyện đơn giản thôi, là nửa đêm đang ngủ, anh ơi em thèm ăn nho quá, mình sẵn lòng thương vợ mà, ok thì anh đi mua nho cho em. Giờ đó ai bán nho, phải chạy khắp nơi tìm kiếm nho, đang trên đường chạy đi kiếm nho. Alo anh ơi, em ăn nho ngón tay nha. Á à, là cái loại nho mà nó nhập khẩu là phải đúng nho luôn, nho đúng ngón tay nha, chứ không phải là ba cái loại nho bình thường nha. Mình đi kiếm được nho ngón tay về rồi,
ăn hai trái thì ngủ. Có vị không? Người không ăn em mới đang trách. Không ăn mà anh. Còn mấy cái chuyện mà ăn uống trong ngày nữa, vợ anh thì không biết nấu ăn, anh sẽ là đảm nhiệm cái chuyện nấu ăn đó. Cái tánh anh nấu là nấu cơm gia đình thì anh sẽ nấu nhiều, ăn xong rồi thôi, không gấp đúng đũa, nghỉ không ăn nữa. Xong rồi cứ khoảng 2 tiếng đồng hồ sau là thèm ăn cái khác, cái đó căng lắm nha. Thế là bắt đầu từ đó anh đúng nghĩa là một ông bố bỉm sữa luôn. Anh đi chợ chứ cưng, là nhiều khi vợ anh nói thích ăn cái đó rồi á, là mấy tiếng đồng hồ sau anh phải hỏi lại, tại vì nó đã đổi qua một món khác rồi. Đó, kinh nghiệm là anh không nấu gì một đống nữa, nấu chút chút mà đúng anh không? Nấu giống như là kiểu mấy đồ hàng ăn, ăn ở trong chùa vậy đó, mỗi thứ ít gì đó, lấy hương lấy hoa ăn, thôi ăn lấy vị á, một cái thôi là bỏ, một cái bỏ, anh chấp em luôn là một đống đó. Vậy là trong cái quá trình ngán đó là ngán đủ hết 9 tháng luôn. Căng thẳng nhất là khoảng 4 cái tháng đầu. Lúc mà ngán á, có những cái món mắc tiền cũng ngán luôn. Khi mình cũng đỡ được một tí. Đến khi mà vợ anh hết ngán á, cái thứ vợ anh thích ăn nhất chỉ là hải sản thôi. Hải sản thì nó rẻ, đúng không? Rẻ mà những cái con mà giống như hải sản mà mấy con ốc bình thường là vợ anh không thích ăn rồi. Vợ anh chỉ thích ăn mấy cái con như con tôm, phải là tôm càng xanh đồ này, là bèo nhất là tôm càng xanh. Cua phải là cua gạch nha anh, cua gạch mà phải hai da đồ này nữa. Còn mấy con cua bình thường là không thích lắm. Không thèm ăn. Sóng gió lại ập đến lần thứ hai, kinh tế gia đình của anh cũng bị đảo lộn. Tại vì lúc đó vợ anh đâu đi làm được nữa. Tôm càng xanh đầu ha, mặt xanh lè, xanh lè, xanh lét. Ra mua mà mắt anh buồn hoài, mà tới luôn cái bà mà hải sản mà nói mua đồ làm gì quạo. Nhưng mà là lúc mà nấu mấy món mắc đó là cũng gấp muỗng rồi bỏ hay là ăn hết? À lúc đó hết ngán rồi em. Lúc đó hết ngán rồi. Ăn đương nhiên rồi, ăn thoải mái rồi. Vậy là thả cửa đúng không? Tới cái lúc đó là anh lên ký, vợ anh thì giữ cái kilo bình thường. Là tại vì những cái gì mà vợ anh không thích ăn á, mấy cái đồ rẻ tiền mà nó ngán á, là anh thù hết. Tại vì anh bỏ mứa vợ anh giận. Tâm lý của phụ nữ lúc đó sẽ thay đổi ở chỗ nào là người ta thích ăn. Người ta muốn ăn. Nhưng mà chưa chắc gì người ta ăn hết. Công nhận chứ cái quá trình mà là chăm sóc vợ bầu có vẻ lắm gian truân hí. Cái lúc mà là đưa vợ đi sinh hí, nó có cái vấn đề gì cần chia sẻ không hí? Vợ anh sang bên nước ngoài, tại vì ở đây cũng không làm gì. Thì anh thì phải ráng ở đây, không phải anh ở đây để anh chơi. Anh ở đây anh cài một lúc 4 phim. Là để anh nghĩ tới những ngày về sau, anh em hiểu không? Là tại vì anh qua đó là ít nhất là anh cũng phải ở đó 3-4 tháng để chờ vợ anh sanh. Ê, vậy giống như đi nghỉ dưỡng mà. Du lịch sướng với bà. Trời, đi du lịch một lần 3-4 tháng như thế này, úi xùi. Đi phim một lần 3-4 phim. Bà nào không thích nhờ. Mà than. Sướng lắm em. Cái tiền chi ra bên đội nó sướng. Nó sướng vô cùng mình em cho vợ mình mà. Sanh đẻ bên đó mà em biết mà, lần đi gặp bác sĩ khoảng 300 đô thôi. Những cái tháng cuối là mỗi tuần phải đi khám một lần. Nói chung là nghe 300 đô mà gặp bác sĩ là thấy cũng bắt đầu thấy cũng cảm thông cho anh Tài. Cũng muốn đứng về phía anh Tài. Đó, từ cái lúc mà vợ anh đau đẻ cho tới cái lúc mà bác sĩ lấy con anh ra là 24 tiếng. Ủa, cái vậy là sanh thường hay là sanh mổ? Lý ra là anh rất là hy vọng vợ anh sanh thường. Sanh thường thì chi phí nó thấp hơn. Sanh mổ thì chi phí nó cao hơn. Khi mà vợ nó bắt đầu là chuẩn bị mà chuyển dạ là nó sẽ nở. Đi vô bệnh viện, như bên Việt Nam mình vô bệnh viện là mình sẽ ở trong bệnh viện luôn để đến khi mình sanh luôn. Còn ở bên nước ngoài thì khi mình vô tới bệnh viện rồi thì nó chưa nở đủ, đi về đi. Thì từ cái lúc đó cho đến cái lúc mà vợ anh đau thật sự là 12 tiếng đồng hồ. Và nở đủ phân rồi, bắt đầu lúc đó mới rặn. Là lúc đó bác sĩ mới can thiệp vô, thì từ cái lúc đó rặn thì anh nhớ là đổi qua 3 bác sĩ. Có nghĩa là bác sĩ này làm hết giờ rồi người ta đi về, tới bác sĩ khác vô hết giờ. Xong luôn hết giờ luôn ta đi về, thì tới cái bác sĩ thứ ba đó vợ anh mới bắt đầu cũng chưa sanh nữa. Thì ông bác sĩ thứ ba vô mới khám, ông mới nói là bây giờ còn khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa để rặn thôi, nếu rặn không được nữa thì buộc ông phải mổ, ông lấy em bé ra. Bây giờ nhìn trên cái bản đồ là thấy em bé là đang bị stress rồi, giống như là kiểu nước ở trong nó cũng đã hết rồi, nó khô rồi, là sẽ không có tốt cho em bé. Khoảng 15 phút sau ông vòng vô, ông nói có thể cho ông khám lại một lần nữa được không, xương chậu vợ nhỏ quá. Em bé ra không được là do xương chậu quá nhỏ, nó chui qua không được, chứ không phải là nãy giờ nó không ra được. Thế là cuối cùng ông nói bây giờ có đợi thêm 2 tiếng nữa cũng vậy thôi, quyết định mổ luôn. Lúc mổ là tiếng thứ 23, mổ xong là tiếng thứ 24, là đủ 24 tiếng là anh mới lấy con ra được. Cuối cùng thì
thì những cái mà anh hy vọng nó không, không vọng. Có cái nào như anh mong muốn hết. Lúc mà vợ anh mổ là anh vẫn ở trong đó. Tại vì do gấp á, thì người ta nói là anh nên ở ngoài. Anh ngồi ở ngoài đợi khoảng chừng đâu 20 phút thì người ta gõ cửa, người ta kêu anh đi vô. Lúc anh đi vô thì nó có một cái tấm màn che lại thế này nè. Thì vợ anh nằm trong đó thì vợ anh chỉ có tiền mê thôi, là vẫn còn nhận thức được, vẫn còn thấy anh, vẫn nhìn xung quanh được. Anh mới đi lại gần để nhìn em bé, thì lúc đó anh thấy bác sĩ lôi em bé ra rồi. Thì anh mới nhìn thấy một đống nằm kế bên, tức là ruột hay là cái gì đó kia mà người ta mổ, người ta sẽ moi ra để người ta lấy em bé ra. Hồi nào giờ mình nghĩ là sanh đẻ, ai mà không phải sanh đẻ, có cái gì đâu mà ghê gớm á. Khi mà nhìn thấy cái đó thì anh sợ thật sự, rất sợ. Anh toát mồ hôi luôn á, muốn khóc luôn á. Rất là thương vợ luôn. Lần đầu tiên gặp con anh thì anh khóc ở trong bệnh viện luôn. Con mình mà bao nhiêu tháng ngày cuối cùng mình cũng được nhìn thấy nó. Xúc động lắm. Thương vợ, thương con. Lúc đó là không còn nghĩ gì tới chuyện gì khác hết trơn. Giờ em muốn sanh mổ, sanh thường gì, muốn sanh ở đâu, em muốn làm gì cũng được hết trơn. Bây giờ anh chỉ muốn là mẹ con em an toàn là được. Sinh con ra nó đã cực khổ như vậy rồi. Thì cái quá trình mà là chăm sóc con cũng như là nuôi nấng, anh có thấy khó khăn không? Cái khó khăn lớn nhất của anh là mình không có kinh nghiệm. Ở bên đó thì khi sanh xong thì bác sĩ thì họ cũng take care mọi thứ ok lắm. Thì họ vẫn khuyến khích mình làm hết chuyện này chuyện kia. Thì họ cũng dạy anh cách mà mặc tã cho em bé như thế nào, rồi cách quấn khăn cho em bé khỏi bị giật mình ra làm sao. Rồi có những cái mà lần đầu tiên á, sẽ làm cho mình sợ hãi lắm. Ví dụ như con anh sanh ra nó bị vàng da, đem đi sưởi. Cái anh sợ quá, anh đâu có chịu cho đem đi sưởi đâu. Anh nói không, đem con tao đi đâu, tại sao không sưởi trong đây. Cái nói không, có một cái phòng sưởi riêng ở đây, mày cứ yên tâm đi, lát hồi tao sẽ ẵm em bé về khoảng 3 tiếng đồng hồ thôi. Không, tao không muốn, tao muốn đi theo. Cái nói mày đi theo làm gì, mày đi theo tới đó mày cũng đâu có được vô đâu. Không, tao đứng trước cửa cũng được. Đi theo anh ngồi trước cửa. Xong tới ngày mai chị anh vô, chị anh mới nói là mày có điên không, em bé ở trong đây người ta gắn chip vô người hết rồi. Mày thấy mày có đeo cái chip không, là trên người anh có đeo một cái chip. Trên người em bé đeo tới 4 cái chip lận, có nghĩa là khi mà đem em bé ra phạm vi bao nhiêu mét đó, thì mấy cái chip đó sẽ đổi, đổi em bé hay là bị mất em bé gì là không bao giờ xảy ra. Tại thật sự mình kinh nghiệm mình rất lo. Đứa đầu lòng lo lắng, sợ. Anh sợ hãi đủ điều hết. Rồi vợ anh thì lúc đó thể trạng cũng được tốt, mới mổ xong mà ngồi lên đứng xuống thì cũng khó khăn. Thì em bé bắt đầu là quấy. Còn người ta thì người ta khuyến khích là cho bú mẹ. Thì lúc đó vợ anh chưa có về sữa cho nên tối em bé nó quấy. Và mình không biết làm cách gì, mà mình không biết là nó đang muốn cái gì. Tả thì cũng đã thay xong rồi, quấn cũng xong rồi, cho bú cũng bú rồi. Anh không biết là nó đói. Người ta kêu là càng phải khuyến khích cho em bé nó ngậm ti mẹ đi để cho nó rút sữa ra. Thì mình lại không biết cái điều đó. Mà vợ anh thì lúc đó rất là mệt, rồi nằm một chỗ, rồi lúc đó anh ẵm con. Như là anh phát điên luôn. Có một buổi sáng đó là mẹ vợ anh tới sáng mới được vô. Thì khi mà vô là cái tình cảnh là anh đang vừa ngủ anh vừa ẵm con anh. Chị đã chắc chắn là trong một thời gian áp lực đó thì anh cũng phải chịu đựng chị nhà khá là nhiều. Thì bây giờ cũng là cái lúc mà để chúng ta giải tỏa tâm lý. Giải tỏa tâm lý. Mình sẽ tới một cái mục mang tên là vợ tôi vô số tội đó anh. Anh không dám nói. Thì bây giờ cũng như là anh đang chia sẻ với lại với người bạn. Em không cần phải nói đâu. Anh cũng đã chịu trách nhiệm khi mà anh tham gia chương trình này rồi. Okay. Anh cũng vậy biết là cái hậu quả sẽ xảy ra sau đó là như thế nào rồi. Okay. Anh chịu được hết. Anh sẽ được khoan hồng. Nghe xong cái thấy nó nhẹ nhàng. Anh là có gì thì về nói chuyện nhỏ nhẹ đó nha, chứ đừng có tán cái bớt rồi mệt anh. Anh quen. Anh quen. Sao giống em vậy? Lên truyền hình mà nói xấu thằng này. Không, cái gì chứ vợ anh mà lên truyền hình nói xấu là giận thiệt. Giận ra mặt luôn á. Anh nhớ có một chương trình nào là hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau thì thỏa thuận trước rồi, bây giờ lên là chơi là ngồi nói thoải mái nha. Nói hết tất cả những cái gì xấu của nhau nha. Bắt đầu tới lúc anh nói cái giận. Mà anh thấy vợ anh quạo thấy rõ luôn á. Ê, cái chương trình này nó khác. Ừ, tại vì là chỉ đâu có ngồi đây đâu. Vợ này có phát sóng em kêu cúp điện nhà anh cho khỏi coi được chứ. Là cúp điện đúng nhà anh rồi đó. Chương trình có chiếu trên YouTube không ta? Có. Nhưng mà là sẽ chặn IP của riêng cái internet nhà anh. Ok. Vợ anh thì đúng như cái mà tụi em mong muốn luôn, đó là vô số tội. Hay quạo, lì, ghen. Ô, phải nói về cái đoạn ghen thì kinh khủng khiếp. Bây giờ đỡ rồi, tại đâu làm gì đâu, đâu ghen. Vậy là ngày xưa anh có mới ghen đúng không? Anh nói cho em nghe bây giờ thì nhiều khi
Thôi mình cũng không nên nhắc lại chuyện của quá khứ rồi. Hồi xưa á, là mỗi lần mà sai cái gì á, là gặp cái tính của anh cũng ngang nữa. Nếu mà em cãi đúng thì anh nghe, còn nếu em cãi sai anh sẽ làm cho tới. Còn vợ anh là biết sai rồi, vẫn nhưng tới. Mà tại vì anh không chịu cho nên sẽ làm tới luôn. Vẫn tới không? Chia tay khoảng 8 lần trước khi cưới. Đỉnh điểm nhất là chia tay 6 tháng rồi xong rồi quen lại là cưới luôn đó. Vẫn còn hay kiểu giận là để trong lòng, xong rồi ôm cái cục tức đó, đến khi mà đụng một cái chuyện gì ra là bắt đầu lôi ra nói giống như là cái chuyện từ đâu ùa về, là nói miết, nói liên thiên, nói không ngủ được. Và đặc biệt vợ anh có một cái tánh là rất là, mỗi lần mà vợ anh muốn nói về chuyện gia đình á là sẽ nói vào lúc 3 giờ sáng. Cái giờ đó là chuẩn bị anh chuẩn bị lên đỉnh cao của em có gì muốn nói với anh. Lạ là mỗi lần mà hai vợ chồng nói chuyện với nhau, thậm chí là xưng mày tao với nhau luôn á, vui vẻ bình thường hết, mà khi mà bắt đầu nghiêm túc lại là có chuyện. Bao nhiêu cái nỗi niềm, bao nhiêu cái đau đớn của anh là đang buồn ngủ sáng mai đi làm nữa là lôi ra nói cho bằng hết. Ngày trước là anh ăn thua đủ đó, còn bây giờ là ok, em nói gì nói đi anh nghe, thôi phải ráng chịu đựng thôi, còn mấy cái khác thì mình hạn chế, đừng nói tới là nói nhiều đó được rồi, nói nhiều đó là ăn đòn rồi. Vậy được rồi, chương trình này được cái công bằng lắm. Anh có tội gì thì khai luôn đi. Anh thấy anh không hề có tội luôn, không hề có tội luôn, không hề có tội luôn. Wow, quá tuyệt vời như vậy anh còn gì nữa ạ? Từ lúc mà vợ anh có bầu cho tới lúc vợ anh sanh là anh đã làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông. Nhưng mà anh khổ lắm, anh cái quỷ đen của anh nó cũng không được bền, em hiểu không? Tới những cái ngày lễ đó đáng bị bài trừ ra khỏi xã hội này, nhưng mà nó vẫn tồn tại. Ví dụ những ngày 8 tháng 3 hay là ngày lễ tình nhân, hay là những cái ngày như là... Tại sao lại bài trừ anh? Những cái ngày lễ đó là nó có ý nghĩa riêng của nó mà. Đúng rồi, thì anh những gì? Ngày lễ đó nó làm tổn hao rất là nhiều kinh tế, tổn hao rất nhiều mồ hôi, công sức và nước mắt đó. Mà gặp chúng như những người vợ chúng ta là hay chơi Facebook nữa. Đó, là mấy chị mấy em cứ lên đăng hôm nay bông gấu, không biết mướn ở đâu nữa. Rồi về nhà là kiếm chuyện. Anh thấy là bắt đầu trước cái ngày lễ là bắt đầu cái mặt hầm hầm. Trước cái ngày lễ là bắt đầu cái mặt hầm hầm. Đã quyết định của anh rồi đó. Mà bây giờ anh hỏi em tiền bao nhiêu, đoạn phim nó gửi về vô tài khoản là giờ anh biết hết. Cho nên cái quỷ đen đó là anh phải đi làm thế. Mấy cái đó người ta đưa tiền mặt, em hiểu không? Đấy. Thì mình về mình cất để lỡ mà có chuyện gì đó nó khó khăn thì mình lấy ra. Xong cuối cùng tới ngày lễ, tiền bao nhiêu biết hết, mình lấy tiền ra mình xài đâu có được. Thì bây giờ mình lấy cái đó mình mua quà. Sau khi mình mua quà xong, ôi vui quá, vui quá. Ủa tiền đâu mua quà vậy? 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 Bi kịch là bắt đầu từ đó, em hiểu không? Bắt đầu từ năm sau trở đi anh sẽ nghĩ ra những cái phương án khác tốt hơn. À, các bạn biên tập à, riêng cái phần này thì các bạn nên cắt ra nha. Hoặc là làm cái tiếng cắt ra làm một cái clip nghĩ riêng cho anh. Riêng. Nói chung á, nãy giờ anh cũng khai nhiều rồi. Chương trình cũng giấu anh cũng khá là nhiều thứ nãy giờ mà chưa nói anh nghe. Giờ anh để ý vô cái màn hình ở trước mặt anh đi. Trời ơi, lôi con tôi ra nữa trời ơi. Hello ba, hai mẹ con, hello ba. Bà Phú chào ba. Chồng ơi, à, vậy là đã được 4 tháng kể từ khi mà mình có bảo với những chuyện trong cuộc sống hai đứa mình rồi đúng không? Em biết á, là bây giờ mọi thứ thay đổi rất là nhiều. Hầu như là em với anh bận rộn đến mức mà hầu như mình cũng không có thời gian để dành những cử chỉ thân mật cho nhau nữa. Mọi thời gian của em và anh đều xoay quanh cuộc bảo bối như đây. Em biết các con trong thời điểm này vô tình bạn cảm giác được rất là lớn. Anh lo lắng nhiều hơn nè, anh lo cho tương lai của con nhiều hơn, rồi anh cố gắng đi làm nhiều hơn để mà gánh luôn phần của anh với em nữa. Nhiều lúc đó, thấy anh làm gì mệt á, nhưng mà cũng ráng ôm con, ru con ngủ. Mà anh mệt quá, anh nhắm nghiền cả mắt luôn, em thấy thương á. Nói thiệt thương lắm luôn á. Nhưng mà cũng có lúc em rất là giận. Giận là bởi vì á, anh bỏ em đi ngủ trước và một mình em vật lộn với con đến 3 giờ sáng luôn. Em giận nên anh chảy nước mắt luôn. Nhưng mà sáng hôm sau anh ngủ dậy rồi anh lại tất bật đi chợ nấu ăn cho em ăn, cái em quên luôn. Nhưng mà em biết dạo gần đây tính tình của em cọc cằn khó chịu rất là nhiều. Do vì em ở nhà nhiều quá nè, rồi em ngủ không đủ giấc, cho nên em đâm ra hình cáo bạn khó chịu hay kiếm chuyện vô lý với anh. À,
anh cũng phải chịu đựng em rất là nhiều đúng không? Em không có đòi hỏi gì thêm anh hết á. Em chỉ mong nhất một điều thôi, cũng là lý do vì sao em quay video clip này. Đó là sau này khi mà anh đi làm về, sau khi anh cung cái cuộc tàu vốn này, anh có thể quay qua ô tô em được. Nhiều lúc đó, em cảm tưởng như em là bà đúng nuôi con với anh thôi vậy đó. Em biết mình ghen tị với con cũng hơi kỳ, nhưng mà em cũng là con người đúng không? Mẹ là vợ của anh ấy. Em cần anh thể hiện tình cảm với em nhiều hơn. Nếu không thì á, một ngày nào đó em sẽ ôm bà bố bỏ đi thật xa. Để xem lúc đó anh phải làm sao. Coi như đây là cảnh cáo lần một. Ok. Chúng ta cô vợ siêu cấp suy nghĩ từ sự đáng yêu của anh. Nó một lời hăm dọa đó hả? Nói gì nói chứ khúc cuối cũng chốt rồi bỏ đi rồi cái này nữa. Nhưng mà quan trọng nha. Camera đầy nhà hết rồi. Quan trọng là không có hai cái từ nhạy cảm kia. Ok ok. Sao thấy hú hồn với lại cái điều mà tụi em giấu chưa? Cảm xúc của anh sao? Bắt đầu thấy là anh có nhiều tội rồi đó. Nhiều tội. Vậy nó không có tội. Nhưng mà là những điều mà là anh vừa chia sẻ chắc là anh chưa bao giờ có dịp nói trực tiếp với anh đúng không? Ra thì anh cũng thấy, nhưng mà là do đúng là người mình ai cũng có áp lực mà. Anh cũng mệt thiệt. Khi mà anh về nhà anh mệt thiệt thì con nó còn nhỏ mà. Cho nên thì ai mới làm cha lần đầu cũng vậy thôi. Thế là nhớ con quá, thương con quá là chỉ có bay về nhà là ôm con thôi. Và sau khi ôm con xong rồi ru cho nó ngủ xong mới biết mỗi lần mà ru nó thì mất cả tiếng đồng hồ. Là lúc đó là anh thực sự anh đuối quá, anh chịu hết nổi rồi. Là anh lạc ra anh ngủ luôn, anh cũng biết trời trăng mây nước gì đó. Thì nửa đêm con nó có quấy, nó có khóc gì á là vợ anh tự chăm. Thì đúng là những cái đó là những cái thiếu sót của anh thiệt. Anh xin lỗi vì anh không có chu toàn bổn phận làm chồng. Nhưng mà anh hứa là trong thời gian sắp tới nếu con mình nó cứng cáp một tí, kinh tế gia đình cũng ổn định một tí, bây giờ đang thật sự trong giai đoạn rất là khó khăn, anh phải làm nhiều gấp đôi. Không phải là anh kể khổ kể công gì hết, anh có khả năng anh làm được. Nhưng mà có những lúc anh mệt anh hay quên, em việc nhắc anh sẽ nhớ. Anh với em thì bữa giờ không có nói chuyện với nhau nhiều, cứ anh đi làm về là mệt, cũng hiếm lắm không có cơ hội hai vợ chồng lại đi chơi chung với nhau như hồi xưa nữa. Anh nợ em tuần trăng mật, nợ em rất là nhiều những cái ngày lễ trong suốt một năm vừa qua. Bởi vì vừa cưới xong thì có con phải lo mọi thứ, cảm giác vợ chồng son là không có. Anh hứa là anh sẽ dành hết cái phần đời còn lại để bù đắp cái khoản đó cho em. Lời hứa chân thành nhất. Rồi bây giờ để mình vực dậy cái tinh thần của anh Tài đi. Bây giờ mình chơi trò chơi đi anh. Phần siêu bố trổ tài ha. Rồi cái trò này nó khá là đơn giản, mình cứ chơi theo lượt thôi ha. Một người sẽ diễn tả hành động, người còn lại đoán hành động đó là gì. Ok ha. Bây giờ là mình lần lượt đi ha. Ok. Rồi anh Tài lớn, anh Tài diễn trước ha. Diễn trước nha. Rồi đây đoán. Lớn em phải nhường anh đoán trước chứ Tân. Dạ, em nhường vậy. Em nhường anh đoán trước, em diễn trước. Ok em diễn trước đi. Rồi dữ kiện đầu tiên mình đoán là mình chỉ diễn tả bằng hành động em thôi có được dùng lời nói không? Không hả? Rồi bao nhiêu từ trước đã là cho anh biết bao nhiêu từ rồi. A ba hả? Marathon. Tôi thấy nó sai bét rồi đó. À, đầu tiên chạy. Ok. Từ thứ ba chạy. Hành động đang làm gì? Đạp. Chạy gì? Chạy xe đạp.
Hay, trời hay. Cái xe đó là cái xe khó quá luôn. Cái xe không biết nó làm sao. Đây, đáp án chính xác. Chạy xe đạp. Rồi, tiếp theo. Nó chạy nó đạp ai vậy? Dữ kiện. Ok. Nhìn. Ngó. Ngủ không? Xung quanh. Tìm. Tìm kiếm. Trừu tượng của anh. Ồ, cái đó là trừu tượng của anh. Đồ nước chập trùng. Không cần nó khó vậy. Nè. Nhìn xa. Nè, nhìn phong thái của anh nè, phong thái của anh nha. Tàu đâu? Thua đúng không? Dữ kiện của chúng ta đó chính là cái phong thái vậy là người ta chỉ đi ngắm thôi chứ người ta đâu có cảnh cảnh. Phải nói. Rồi, tiếp theo. Anh buồn quá sao. Ngắm cảnh á. Ok, một. Ngán. Cái này dễ nha. Rồi, tiếp theo. Ok. Tôi thấy sai rồi đó. Tôi thấy nó hơi sai. Mấy từ. Hai. Ê, không nói. Võ sĩ. Lấy sai rồi đó. Đồ vật. Vật lộn. Lực sĩ. Cái gì vậy? Đấu vật. Chính xác. Rồi. Gì mà, cái này dễ. Gì mà nó thở dài như vậy? Máy. Ừ, hai. Nấu ăn. Đơn giản vậy. Ừ, dễ lắm. Ủa sao mà mấy dự kiện chương trình đưa ra những cái dự kiện gì nó khó hơn được không? Ok, vậy giờ thử cái đó nha. Thử cái đó nha. Hả? Thử cái đó nữa, tại vì anh nói mà. Anh đòi. Tới sáng nha. Mấy từ. Nói chuyện. Nói nhiều. Đó chính là sự tường sao? Trời ơi, em tính nó dài. Nó dài là nó nhiều chứ. Rồi, sau cái phần chơi rất là thú vị và nhiều tiếng cười đến từ hai ông bố, chương trình Các Ông Bố Nói Gì cũng đã kết thúc ngay tại đây.